Như bà con khán giả cũng biết là Tấn Bo là con của hoàng đế Đi Nhựa Tấn Tài. Nếu Bo có được đi tiếp đi thì cái điều mà Bo nghĩ tới là cái điều mà bà con chắc cũng nghĩ. Tấn Bo cũng có một cái sự suy tính rồi. Nếu Bo được khán giả yêu thương ủng hộ đi tiếp thì Bo tin chắc rằng trong kịch bản, những kịch bản sắp tới mà Bo tham gia chắc chắn sẽ có sự góp mặt của anh Tấn Bèo. Có thể chương trình nghệ sĩ đa tài này sẽ có cặp Tấn Bèo Tấn Bo là Lên Chùa Bán Nhang 2 bằng Cải Lương Cách Tân. Tác phẩm ngắn thôi nhưng mà giàu ý nghĩa nhân văn, giống như cái kịch bản hài mà Lên Chùa Bán Nhang mà bà con khán giả đã thương yêu ủng hộ từ bấy lâu cho đến tận bây giờ.